Thưa quý vị, năm 2020-2021, lượng hàng đi qua hai cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lai tăng mạnh. Tuy nhiên, tại các cửa khẩu có quá nhiều bất cập. Đường thì xuống cấp nghiêm trọng, ở cửa khẩu các bãi xuất nhập khẩu chưa có, đã gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp cũng như là lực lượng chức năng tại cửa khẩu. Bên cạnh đó, do chưa có bãi xuất nhập nên xe đậu thành từng hàng dài làm khó khăn cho cuộc sống của người dân, cũng như là mất an toàn giao thông cho người dân khu vực biên giới. Mỗi ngày, tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo có khoảng 600 lượt xe qua lại. Tuy nhiên, tại cửa khẩu mới chỉ có bãi chờ làm thủ tục nhập khẩu, còn bãi chờ làm thủ tục xuất khẩu gần 5 hecta thì đang còn ngột ngang, không vào được bãi xuất, nên các xe container phải đầu thành hàng dài nối đuôi nhau như thế này. Các cái loại xe container này đầu từ cửa khẩu vào sâu trong nội địa, hàng trăm chiếc xe dài hàng cây số, đang gây rất là khó khăn trong việc lưu thông cho người dân, cũng như là mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 9. Còn đối với cửa khẩu quốc tế La Lai, thì cả bãi xuất lẫn bãi nhập vẫn chưa hoàn thiện. Các lực lượng chức năng cũng như doanh nghiệp thông quan nơi đây quá vất vả. Mỗi lần kiểm tra hàng hóa phải tạm bờ như thế này. Tuần nào hàng của chúng tôi cũng về cả, thậm chí một tuần về 2-3 lô. Kiểm hóa nó rất phức tạp ở chỗ là bến bãi của cơ sở hạ tầng của cửa khẩu La Lai không có. Địa hình La Lai thì rất hiểm trở. Hiện nay xe của chúng tôi không có bãi tập kết để mà bến đậu, bến đỗ, kiểm hóa. Năm 2021 này, kim ngạch xuất nhập khẩu qua hai cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lai đạt hơn 410 triệu USD. Riêng hàng hóa quá cảnh qua hai cửa khẩu là trên 10 tỷ USD. Do khó khăn về bãi xuất nhập khẩu nên các lực lượng chức năng trên biên giới phải triển khai nhiều giải pháp. Về phía cơ quan hải quan cũng đẩy mạnh các cái biện pháp cải cách thủ tục và hỗ trợ doanh nghiệp tối đa trong quá trình làm thủ tục, với mục tiêu là đẩy nhanh cái tiến độ lưu thông hàng hóa tại cửa khẩu. Chúng tôi phải thường xuyên có sự trao đổi với doanh nghiệp để có cái sự đồng cảm trong cái quá trình triển khai thực hiện thủ tục. Chúng tôi cũng tiến hành phối hợp các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, như đặc biệt là bên biên phòng, để có thể là bố trí phương tiện vào ra cửa khẩu một cách hợp lý nhất. Theo các ngành chức năng tại cửa khẩu cho biết, thời gian tới, hàng hóa thông quan qua hai cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lai còn tăng. Đã đến lúc tỉnh Quảng Trị cần xử lý những bất cập để tạo sự đồng bộ xứng tầm của các cửa khẩu quốc tế trên hành lang kinh tế Đông Tây, tạo thuận lợi cho xuất khẩu hàng hóa cũng như phát triển thương mại ở khu vực hai bên biên giới. Qua đó, sẽ góp phần tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong những năm tiếp theo.